kỳ là hữu dụng. Hard Dog thì không có gì cả, nhưng đã có những tình huống bắn nhau rồi. Và Tam Thất đang gặp nguy hiểm, nhưng Đức Hiếu thì đã đổi được mạng của Mad Dog và sẽ là firm luôn thôi. Tầm này thì không hề có một cái sự nương tay nào cả. Một khẩu M16A4 được bắn ra đến CJ18, nhưng tạm thời hiệu quả nó là chưa có. Mà Ninja 2K thì vẫn có cho mình đó là một chút những cái lượng đồ để rồi hồi phục. Trong khi đó thì Buriram đang có những động thái muốn bắn chéo sang và Đức Hiếu đã bị knock out rồi. Ở trong một cái thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như này, thời gian là vàng là bạc. Và TE họ cần phải giải quyết nhanh Axe Predator trước khi Buriram họ xông đến. Evil Patrick cố gắng đẩy về con Levit và anh tận hạ cũng được vị trí của Levit rồi. Firm kill, khả năng cao thì Expandable sẽ là đội tuyển đầu tiên biến mất ở trong khu vực ASEAN Adelbatron. Một vị trí không thực sự là quá thuận tay và bây giờ CJ đã knock out SD. Nó sẽ là những cái cơ hội được mở ra, chắc chắn là giới Spanwall cũng nằm trong đó. Thì cái vấn đề đó là Buriram họ đến từ một cái khu vực khác, họ có cho mình cái lượng đồ có thể nói là khá đầy đủ. Giáp 2 mũ 2 là đã có, và thậm chí rằng những cái khẩu súng mà họ cầm trên tay nó cũng là lợi thế rất nhiều. Và quả nết trả ra SD đã nằm rồi. Rất điệu đà Ninja 2K cũng đã giúp cho TE có thêm cho mình một điểm firm kill. Và với một khẩu shotgun 2 viên như này thì hy vọng Ninja 2K có thể làm được nhiều điều hơn. Nhưng điều đó cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào đối phương nếu như họ phải mắc sai lầm cơ. Đã nhìn thấy người ở góc đó của Himat rồi. Thì bây giờ thì anh ta sẽ chơi ra sao? Công nhà của lửa đã đốt được rất nhiều máu đến từ bên phía đội Summer Esports. Và nghị của Lăng nhảy từ cuối cùng dụng hải đập dũng theo dụng của hải Saki mà thôi. Không ai cứu được thêm kill cho Summer. Còn ở Montenegro thì GE đã phải di chuyển. Nhưng đáng tiếc đó là PMA đã xuất hiện và Cory đã nằm. Simon T đã tiếp cận rất gần rồi. Thậm chí rằng cả Z nữa, nhưng Z đang bị bắn vào. Và Simon T không thể làm được điều gì cả. Quả nết trả ra là sai tầm mình, nhưng ở đây thì KMF cũng đã bị knock out firm luôn rồi. Teddy đẩy vào, Simon T đã knock GE. Thời điểm tại họ đã knock out tận 3 người. Một mình Yuta liệu có thể cứu lại GE ở trong cái tình huống này hay không đây? Cơ hội để cứu lại Cory là có. Nhưng bây giờ cần phải firm những cái điểm mạng trước đã, để có thể chắc chắn là có cho mình khoảng tầm một vài điểm cứu lẻ. PMA họ cần phải rất cẩn thận. Trong khi đó thì For The Future cũng đang đối đầu với cả Team Bliss. Serus cũng đang đối đầu với các server Hải Phòng. Còn đối với cả MS Chumuri, họ đang cứu cho vị trí của chúng ta một bàn thua trông thấy. Và PMA dừng chân lại ở top thứ 15. Và đúng lúc chúng ta ra đi thì vòng bo thứ 3 đã xuất hiện rồi. Và khu vực tâm bo đang là đội của Serus. Họ có một khu vực căn nhà tạm thời đang là khá ổn. Còn đối với Team Bliss, họ cũng đang gặp khá nhiều khó khăn. Khi mà EA cũng đang chủ động bắn vào và Sick Green ra đi thì Team Bliss cũng dừng lại ở top thứ 13. Một Team Bliss mà đang tỏ ra khá là yếu thế với những cái đội tuyển khác ở khu vực APAC. Còn Axe Predator, kẻ thù của giới Spider-Man Ngô, thì họ đang có được những cái sự thuận lợi trong cái việc di chuyển vòng bo. Khi mà EA, đội tuyển có thể gây ra sự khó khăn thì đang mất rất nhiều thứ trước đội hình của Origami. Daytrend Gaming đã sở hữu được cho mình một công trình ở phía bên trong khu nhà, chính xác ở phía bên trong vòng bo. Và họ đang liên tiếp gây áp lực ra phía bên ngoài. Archangel Predator cũng bị nhắm tới. Và khả dĩ nhất thì nếu không bắn người thì mình bắn phương tiện thôi. Thậm chí là còn nhìn thấy thêm cả đội hình của MS Subaru đang di chuyển gần tới. RIP. Tại sao chơi game sinh tồn mà đặt tên là RIP ta? Evil Patrick nhốc vào drop down về từ bên phía đội hình của MS Subaru. Và bây giờ Julio cũng đã tới. Skid có mạng của CJ, đổi đều đến wow. Hai bên, nhưng đây là rất mùa đông vào dành cho CJ 18 với quả đen chính xác và không còn MS Chivalry nữa. Khi mà vẫn chưa hạ gục được địch thì sẽ là khá căng trong tình huống này đây. Nét bỏ nhỏ tầm gần, nó đang gài đường vào bên phía đội Theraton 5, máu đi bay không nhiều lắm. Rain đốc vào Acrozit đến từ bên phía đội của Theraton 5, Evil Project đã nằm xuống rồi như đây. Một tình huống thẳng tranh vẫn không đội tuyển bắn từ phía bên ngoài top 11 cho Archangel Predator. Và bên phía đội Theraton 5 cũng chỉ còn lại cho mình hai player chưa bị knock out thôi. Bao giờ Shen đang cố gắng để có thể gây ra những sự khó khăn dành cho Theraton 5. Exrozit đã ra đi, Rang X đã nằm xuống. Và chính Shen cũng đã nằm. Và đó là điểm mạng dành cho RIP. Thêm điểm knockout dành cho hai bên. Origami Orakata đã có được cho mình 2 điểm ở knockout. Và khi mà còn lại một mình Ranger X thì anh ta vẫn đang cố gắng dẫy về đối phương. Đẩy ra, máu tụt đi đến cả hai bên là nhiều. Ranger X knockout được vị trí của Kang. Và bây giờ đây tình huống sẽ được đưa trở về. Đó là 1v1, đối phương tới và không kịp phản ứng đến từ bên phía đội của Theraton 5. Checking chờ sẵn, nhưng ta đang không biết là địch sẽ vào từ hướng nào trước. Một điểm mà cũng chưa có, nhưng mà đối phương đóng cửa rất nhanh. Thêm một người đây vào đây để xin chết. Checking có buồn rồi, nó tìm đấy đã đổi bàn thành công với đó một khẩu shotgun. Nerdra thậm chí còn knock out được Drake. Và trước đó Drake đã knock out luôn cái đồng đội của mình. Chắc là bị khói che và bắn mù. Ôi trời ơi, vẫn là top 8 thì ở bên phía đội Buriram, nhưng tôi cũng bất ngờ là ông TD phản xạ kiểu gì vậy, knock out được cả đồng đội. Khó lòng để có thể xử lý được.
nhưng đang những đội tuyển khác bắn chéo sang. Hình như là đây chết thì phải. Phu Chiu cũng đang động thái di chuyển rồi, thậm chí rằng Hải Saki cũng đang chủ động bắn chéo. Rip đã ra đi rồi. Và giờ thì Iana đang cố gắng vùng vẫy và họ đã có cho mình đó là double knock out. Và cuối cùng thì Oriami dừng lại ở top thứ 7 sau một tình huống công nhà không thành công. Tài con nhìn thấy một player đến từ bên phía Iana rồi và xây rất tốt đến từ Tài. Sapnik sẽ nằm. Điểm kill thứ tư vừa có thì vs Red Esports, và trong game thi đấu thứ tư thì chúng ta cũng đã cán mốc 50 điểm. Bao giờ thì From the Future họ sẽ xử lý như nào đây khi mà khuyến mại 99 đã bị knock out rồi, nhưng Teddy đang có góc high ground sấy và đang sấy các player bên phía đây. Trade Belmont đã ra đi và giờ thì Nurin đang có bắn chéo sang và From the Future chủ động ride by, nhưng đó là một quyết định vô cùng sai lầm. Top 5 dành cho From the Future, chỉ còn lại 4 đại diện mà thôi, trong đó có đến 3 đại diện đến từ Việt Nam. Một tin cực kỳ tốt và Daytrade còn đang là người đầu tiên bị nhắm tới đã tài con knock out được Noren. Và Bucci đã bị khoanh vùng vị trí đứng. Anh ta sẽ khả năng cao không thể chạy ra được ra đâu. Nết trả vào, tiếp tục thêm sát thương. Và ngay bây giờ đây tài còn sẽ có điểm kill còn lại, đó đã là 6 kill dành cho bên phía đội của Cerberus Esports. Chào mừng tới với PVS mùa thu. Himat đang táp xa, Icarus Cyber Hải Phòng chỉ có thể chạy mà thôi khi họ vẫn đang đứng ở một vị trí cực kỳ trống trải. Và sẽ có thêm đồ được đưa ra để Icarus Cyber Hải Phòng có thể vào được những vị trí đẹp hơn. Vấn đề là Icarus Cyber Hải Phòng họ muốn vào bo thì phải vượt qua NGE. Rất nhiều spotter răng ra rồi, quả lửa trả vào thực sự là chí mạng. Dion đang bị đốt và Nelty cũng thế. Nelty đã ra đi, điểm kill đầu tiên dành cho Icarus Cyber Hải Phòng ở Matteo Mirama. Và giờ thì NGE họ đang bị bắn chéo sang với cả Cerberus nữa. Himat cũng đã có mạng rồi, Dion cũng là đi. Và giờ chỉ còn lại Cerberus cũng như Icarus Cyber Hải Phòng mà thôi. 3v3 nhưng Icarus rõ ràng là đội tuyển bất lợi hơn khi họ đang phải di chuyển vòng bò. Và trước mặt họ đều là những vị trí cực kỳ trống trải. Không phải là một cái vấn đề đối với Cerberus đâu. Chúng ta thấy rằng khi mà Icarus Cyber Hải Phòng họ lên xe thôi thì ngay tức rất nhiều viên đạn bắn vào. Và Zayn đã nằm, AT cũng nằm. Đập bù nốc ào cho tài con. Và chúng ta đã biết kết quả game thi đấu này rồi, hãy sẵn sàng cầm thêm điểm, bỏ vào túi và tạo ra khoảng cách tại PCS7 khu vực APAC top 1 của Cerberus Esports với đó là 11 kill.